Đây nhá, đây là mẫu nhà cấp 4 dưới 500 triệu nhá. 4 phòng ngủ luôn. Có 500 triệu thôi. 500 triệu là tiền vật liệu thôi nhá. Các bạn nhớ nhá, không phải là ngôi nhà trị giá đúng là 500 triệu thật, nhưng mà cái tiền công thì không biết là bao nhiêu, nhưng mà vật liệu thì hết 500 thôi. Đó, rộng thanh thang. Toilet tầng 8. Chỗ này để bắt đũa. Đây là phòng bếp. Đây là phòng khách. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này có toilet mình tắm bên trong. Đó. Đây là hai phòng ngủ. Đây là thợ điện đang thi công công trình. Điện âm tường.